Nhật Phạm xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ năm mà mình xin nghỉ để mình đi tái khám. Ý là đợt trước thì nghỉ 6 ngày, nhưng mà bây giờ thì đến ngày mình đi bác sĩ để mình lấy thuốc. Thì cũng buổi sáng gần rảnh, tại vì 2:15 chiều họ mới đến lượt mà mình đăng ký lịch hẹn là 2:15 chiều. Đi ra ngoài hồ chơi xả stress. Tâm sự với cả nhà. Mời cả nhà ngắm cảnh nhé. Đây là một cái công viên rất là rộng, nhưng mà mùa hè nên cỏ nó chết. Mà hôm nay là ngày đi làm nên chả có người. Có được mấy xe lắc đắc. Không biết mọi người thế nào, chứ đối với mình ấy thì mình thích nhất là những cái cảm giác những cái ngày mà được nghỉ xong là đi lang thang ngắm cảnh trời đất mênh mông, sông nước, cây cỏ hoa lá. Cây gì vậy anh? Rau đắng hả? Lại có rau đắng. Thì mới thấy là đời nó mới thanh thang, nó mới có cái gì đó mà để cho mình cảm thấy mình giống như được tự do vậy đó. Y chang vậy đó, chính xác luôn, chứ cần y chang gì nữa. Đúng là mình mới được tự do. Còn nhốt đi làm mệt lắm. Làm tự do nó sướng hơn. Thường thường là những cái YouTuber á, là người ta thích cái kiểu thực chất. Đầu tiên ai cũng vậy, người ta chọn một cái ngành nghề nào đó là người ta theo cái sở trường, cái sở thích của họ. Họ thích, đương nhiên là họ đi như vậy thì họ cũng mong muốn là họ có cái thu nhập để họ xăng xe ăn uống, chứ không lẽ thì họ lấy cái gì họ ăn, họ lấy cái gì họ đổ xăng, ai mà chả thế. Tôi cũng vậy nè, tôi làm tôi cũng mong muốn là làm sao đó mình có được nhiều người vào xem để like, để bình luận, để tương tác, thì mình có một chút thu nhập thì mình cũng có tiền để mình đổ xăng rồi mình ăn uống, mình đi đây đi đó được chứ. Vừa là cái thú vui của mình, vừa là cũng để cho mọi người không phải mất tiền đi du lịch, nhưng mà ngồi nhà vẫn nhìn được, vẫn biết được đây đó nước nọ nước kia, cuộc sống của những cái người dân xa xứ, những cái người mà đi đến một nơi khác, một đất nước khác để sinh sống. Thế có rất nhiều người, chẳng hạn những người già, cô chú già thì hoặc là họ không có điều kiện để họ đi sang đất các cái nước khác. Thì những người con xa xứ, những người anh em bạn bè sang đây thì quay cảnh cho mọi người cùng thưởng thức, cùng ngắm, cùng biết về văn hóa, đời sống, về mọi thứ. Thì cũng là một cái công việc, chứ cũng vừa là đi chơi, vừa là làm việc. Mà bây giờ nó có cái xu hướng như vậy, kể cả là những cái việc mà buôn bán kinh doanh cũng vậy. Đa số người ta là ngồi trên cái máy tính. Mà cái máy tính đó thì sao? Cái máy tính đó người ta có thể xách tay, vậy nên mới gọi là cái điện thoại di động, điện thoại chỉ có một cái điện thoại hoặc cái máy tính laptop mà xách cả thế giới trong tay, đấy là vậy đó. Nên là bây giờ người ta cũng đâu có cần phải việc gì mà phải mở những cái cửa hàng một chỗ như ngày xưa rồi. Nói chung cái kinh doanh truyền thống như ngày xưa là gần như bây giờ nó lạc hậu rồi đó. Mình thấy rõ luôn đó. Như ở bên Mỹ bây giờ, nói thật chứ phải đến 60-70% họ làm, tự làm ở nhà. Các công ty họ cho mình lựa chọn luôn. Một là đến công ty làm, hai là ở nhà. Đấy là những cái người mà làm văn phòng nha. Còn người lao động chân tay thì đương nhiên vẫn phải đến hãng xưởng. Vì vậy nên là vậy, cho nên người ta nói là đời không ai cho không ai, cái gì là vậy đấy.
cảnh thì đẹp. Có điều mình không thích cái mùa hè nó đã bị cỏ nó chết á, nên nó mất cái đẹp đi thật. Nó bớt cái phần nào đẹp. Cây này giống như là cái cây ở Việt Nam, cái cây này gọi là cây gì nhỉ? Hả? Cái cây này nó giống như cây phi lao à? Không phải. Trông nó có cái, mình thích nhất là cái chỗ này này các bạn ơi. Trời ơi, cái chỗ này nó giống như cái bè Việt Nam nè. Thấy không? Bụng gỗ đó. Thì giống như cái kiểu như ở quê nhà mình mà ở vùng biển hoặc là ở cầu ao ấy. Ví dụ như ở cầu ao hay có cái này để ra mà ngồi mà rửa chén này cho cá ăn này nọ này. Mình thích cái chỗ này lắm. Rất thích. Nhìn nó trôi giặt cái kỷ niệm, cái ký ức về tuổi thơ bắt đầu nó quay ngược trở lại như một thước phim vậy. Thực sự là như thế. Hôm nay trời nó u, nó chưa có nắng. Nhưng mà mình lại thích cái kiểu như thế này nha các bạn nhé. Mình rất thích cái kiểu mà trời nó như thế này đi chơi mới thích, nó mới lãng mạn. Chứ nếu mà nó nắng chang chang thì rõ ràng là cũng không thích mấy đúng không? Còn đây này, mình cho các bạn xem. Nó không khác gì cái cây mà ở Hà Nội, mà hồ gươm, hồ Hoàn Kiếm mà nó có cái cây người ta hay gọi là cây bụt mọc nhá. Đây mình sẽ chiếu giật thật gần cho các bạn coi. Y chóc luôn. Gọi là cây bụt mọc. Nó giống như những cái ông bụt đây đây. Nó lẫn vào cả cỏ nè. Rất rất nhiều luôn. Đó. Thấy chưa? À. Đó. Thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. Nè. Thấy đẹp không? Ừ. Ừ. Cực kỳ đẹp luôn. Y chang ở Việt Nam ở Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm. Vậy cho nên là đất mẹ thiên nhiên lúc nào cũng ưu đãi cho con người á, những cái cảnh vật á. Cứ nói là ở bên Mỹ thì nó khác với Việt Nam chứ không. Thường mình thấy rất là nhiều cây cỏ nó giống y chang nhiều quê nhà mình. Y chang ở Việt Nam. Cây này ở Việt Nam có nhỉ. Đây, chính xác luôn. Nó hăng hắc này. Rồi cây này là cây nhọn nồi, chính xác luôn nha. Cây này là chữa được rất nhiều bệnh. Đây. Cây này mà ai chở máu cam uống, hoặc là ai bị... Đó. Cây nhọn nồi chính xác luôn đây. Không sai một tí nào nhá. Đây. Ê, đâu rồi? Mình đang đi trên cái này này, cái sàn này này, mình thích lắm. Đầu tiên quá trời cái cây nhọn nồi luôn. Rồi có cả cái cây mà ngày xưa mình gần bé mình hay thổi kèn này. Đây. Cây nhọn nồi quá trời quá đất luôn đây. Cây này rất tốt. Trời ơi tao nói. Có cả cây cỏ sữa luôn. Cái này thì có một số người ta làm về đông y ấy, các thầy ấy, thì người ta hiểu chứ còn nhiều người không biết đâu. Các bạn thấy cái gốc cây nó kết xinh không? Chỗ này.
Rau răng hả? Đây có một bụi rau răng nha, rất sạch sẽ, ngay kế bên cái hồ nước trong veo. Như thế này hái ăn thì quá tuyệt vời nè các ngài. Đó, các bạn thấy chưa? Xanh tươi mơn mởn luôn nè. Đó, mấy anh chị nào ở gần Carrollton với lại ở Coppell với ở Lewisville ấy, qua đây mình chỉ cho mà hái. Nhiều người hỏi mình thật sự luôn á, hỏi mình là rau răng ở đâu vậy, chỉ cho chị, cho anh chị đi hái về ăn với. Đây nhiều lắm, quá trời quá đất, mà non xanh luôn nè. Mà đi mua là 7-8 đô đấy, được một nhúm xíu mà 7-8 đô, mà cần ở bên trong nó đâu có tươi được đâu, nó cần thối á. Thích thật đấy chứ. Đây hoa, đây hoa cỏ, chuẩn bị đến mùa thu chưa đến nhưng mà cuối mùa hè rồi các bạn. Kênh YouTube tổng hợp Ngũ Ngộ TV của Nguyệt Phạm đang có cuộc sống tại Mỹ. Mình xin chào tất cả mọi người, và trước khi mình dừng video này, mình sẽ cho mọi người ngắm mấy bông hoa rất là xinh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó xinh lắm, nhỏ nhưng mà có võ đó. Đẹp không? Xinh không? Ba em nha. Ba em đứng ba góc rất xinh. Mình xin chào và hẹn gặp lại nha. Đúng ba bông không? Ba bông ba góc. Thấy xinh không? Xin chào tất cả mọi người.